đang đẹp trai sang có anh nấu bánh chưng, nấu phở cho đúng rồi. Nấu bò kho, nấu thịt, năm tới. Thịt kho đó nó không nát, thịt nó rất là mềm. Vậy hả? Dạ, rồi nấu cháo, làm vô ua super ngon luôn, ngon lắm. Rồi. Đó, tức là hôm nay ngồi canh canh chừng. Dạ ra đúng rồi, chỉ có program thôi là tự động nó sẽ chín, mình không làm gì hết. Mà xe tiền điện nữa. Đây là Instant Pot mà 8 quạt. Thành ra chắc khoảng được 3 đến 4 cái bánh chưng á. Rồi, mai mốt nấu trong vòng có 2 tiếng đồng hồ thôi. Chưng có 2 tiếng thôi, không phải canh chứ 8 tiếng 10 tiếng thôi. Chúng tôi đi chơi tại New Orleans, rồi qua Biloxi, Alabama, Mississippi, rồi xuống Florida, đi chơi rất là vui. Nên thành ra nhờ là vợ chồng của anh Thành với cô Sự tiếp đãi nồng hậu cho anh quá trời. Nên chúng tôi nói để mua biếu tặng đầu cơ tích trữ để đầu cơ tích sang năm. Để sang năm qua là nữa. Qua nữa để nấu ăn nữa. Ok. Nên thành ra đây là vợ chồng của anh Lợi với chế Sương. Đây là vợ chồng của cô Tuấn với anh Thủy. Còn đây là vợ chồng tôi. Đẹp đôi quá. Bên đây chàng. Ok, đây là vợ chồng của anh Thành đó nha. Vậy thì Thành cảm ơn tất cả ba cặp. Vợ chồng anh Thủy và vợ chồng chị Sương và chồng anh Vinh. Dạ. Thì tới chung vui với vợ chồng chúng tôi hy vọng rằng là chuyến đi này rất là thành công và hy vọng rằng là có chuyến thứ hai nữa làm như vài năm một năm nữa. Và nhưng mà trước khi anh chị về, tôi chúc cho tất cả ba gia đình được tốt đẹp và hạnh phúc mãi mãi và mãi mãi. Hello, thank you, chào chào, bye bye. Nhiều cũng tiện thế mà gặp nhau mà xuống tới gia đình em rất là vui, vợ chồng em rất là thích. Vui quá. Anh đi đâu anh cũng khoe là có bạn đến. Bạn hiền. Vui mà mệt lắm. Rồi, thank you. Thank you. Cái này là tôi với bà Tuấn hôm qua đi.